xin chào tất cả các thầy cô sau đây à, em à, xin hướng dẫn mọi người cách à, xem cái à, tài khoản cũng như lấy lại cái mật khẩu cho tất cả cái à, giáo viên ở trong trường của mình thì à, đầu tiên các thầy cô đăng đăng nhập vào cái trang tập huấn chấm cơ sở dữ liệu chấm edu vn bằng cái à, tài khoản của nhà trường thì sau khi các thầy cô đăng nhập vào xong thì các thầy cô vào ngay chỗ cái trường cái tên trường của mình nhấp vào tài khoản thì nó sẽ hiện ra như thế này thì các thầy cô nhấp vào tài khoản thì đây tất cả cái tài khoản ở trong trường của các thầy cô nó sẽ hiện ra ở đây hết thì à, cái cô A cô B gì đó cô bà cô vào không được thì các thầy cô vào các thầy cô kiểm tra lại xem thử cái địa chỉ mail của cô ấy lúc mình nhập lên nó có đúng hay không đó. lúc mà mà chúng ta đưa lên ở gửi lên ở trên tỉnh để trên tỉnh trên việc theo người ta nhập vào cái này thì nó có đúng hay không đó. thì các thầy cô kiểm tra như thế đó. ở đây có rất nhiều người thì các thầy cô kiểm tra lại cái địa chỉ và nếu như cái cô a đấy cô nhập đúng cái địa chỉ rồi mà bây giờ nó không vẫn không đăng nhập được thì có thể rằng cái mật khẩu nó sai thì các thầy cô lấy lại mật khẩu bằng cách như thế này Thí dụ đây tôi vào thử một người như thế này thì đây các thầy cô vào tên cái người đó xong nó đến một trang và thầy cô xem ở đây có tổng quan nè cập nhật tài khoản nè rồi đổi mật khẩu nè đó thì các thầy cô vào cái mật khẩu này các thầy cô sẽ đặt lại một cái mật khẩu gì đó thí dụ như là a lớn thì thầy cô có thể mở lên cho nó dễ nhìn. Ví dụ A lớn, A nhỏ. A nhỏ, A cộng. A lớn, A nhỏ, A cộng. 1, 2, 3. Chẳng hạn như thế. Sau đó chúng ta nhấn cập nhật. Thì uh, từ sau trở đi, cái cô này sẽ vào bằng cái cái mật khẩu này. Đó. Thì lấy uh, lái lại mật khẩu này cho tất cả mọi người ở trong trường của mình đều cái cách làm đều giống y như thế hết thì à, mọi người để ý khi mà ở có người ở trong trường mình vào không được á thì à, các thầy cô sẽ để ý là là chúng ta vào trong cái 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 tài khoản này và chúng ta lấy lại là bằng cách như thế xin hết đó.